Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Hoan Ca Giáng Sinh Tình Ngày Gọi Con. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón anh em ban nhạc đã sẵn sàng trên sân khấu. Ban nhạc Group Band, xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đồng hành cùng với ban nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục Người Con Của Mẹ của nhóm sinh viên Angelis sẽ gửi tới tất cả quý vị chúng ta trong đêm Hoan Ca Giáng Sinh tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ta chung tiếng cất lời hoa ca với chiều thần thánh trên trời, nhân loại sống vui mãi nên muôn đời chính nhờ vua trời giáng sinh. Ngôn sứ loan truyền Bethlehem đêm lạnh Chúa sinh ra đời. Người nữ chính sinh đấng cứu đời như lời thiên thần báo tin. Ta nghe tiếng sứ thần hoa ca vang vọng gần xa cõi trời. Nhân loại trời giáng sinh, ta chung tiếng cất lời hoa ca với chiều thần thánh trên trời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chỉ nhờ vua trời giáng sinh. Tình mơ trong đám chiến lửa, ngôi sao trên trời sáng soi ngân hà. Mục đồng lắng nghe tiếng hát thiên thần ca mừng vua trời giáng sinh. Chúa vua trời giáng sinh cho người, vua trời tuyên trương mang có lạnh lùng, vua trời thiên thờ chú thờ. Tiếng hát xưa ngôn sứ loan truyền Bethlehem đêm lạnh Chúa sinh ra đời. Đây người nữ chính trong cánh đơn hèn hàng lửa xin hạ Chúa con. Ta nghe tiếng sứ thần hoa ca vang vọng xa cõi trời, nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chỉ nhờ
trời giáng sinh. Ta chung tiếng vang lời hòa ca với chiều thần thánh trên trời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời, chỉ nhờ ôi trời giáng sinh. Và kính thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc Noel đầu tiên và Mẹ ơi mẹ có biết. Đều là những ca khúc nhạc ngoại được linh mục ca nhạc sĩ Xuân Đường viết lời Việt. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích và ca sĩ Công Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Ngài là Thiên Chúa xuống cõi trần. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ một ngày ra tay cứu thế nhân? Mẹ có biết Ngài sẽ ban cho mẹ trở thành nữ chính cao sang? Đây chính Chúa con mẹ nâng đỡ, Ngài sẽ ra tay đỡ nâng. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ biển gầm bao tăm phải vâng nghe? Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ người mù Ngài ban cho ánh quang? Mẹ có biết Ngài là chiếc thang thiên thần ngày đêm lên lên xuống xuống? Đôi má con thơ mẹ hôn lấy, mẹ đã hôn lên Chúa con, chính tay mẹ ấm sẽ nói. Người què bước đi, kẻ trên sẽ mau hồi sinh. Tâm tối sẽ hết, mù loà sẽ tan, vì con Thiên Chúa sáng sinh. Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan, nhân thế vui trong bình an. Trời cao hân hoan, địa cầu hát vang, cảm ơn ca sĩ Ngọc Bích, ca sĩ Công Minh và các em giới trẻ của giáo họ Phúc Nguyên.
Kính thưa quý vị, triết gia Hegel từng cho rằng không có gì cao cả trên cõi trần này lại có thể hoàn tất được mà không cần đến đam mê. Và yêu thương cùng cứu độ con người như là đam mê của vị Thiên Chúa mà chúng ta hằng tôn thờ. Để thực hiện niềm đam mê đó, Thiên Chúa đã khước từ mọi vinh quang rảnh rãnh cho mình, đã mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, sống trọn vẹn kiếp người. Hình ảnh một trẻ thơ được hạ sinh trong máng cỏ vẫn là một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện tình yêu thật đẹp và bí nhiệm xuyên suốt dòng chảy lịch sử cho đến muôn ngàn thế hệ. Trong dòng chảy của âm nhạc tối ngày hôm nay, để hoan ca mừng con Chúa ngôi hai giáng thế, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hai vũ điệu thông điệp đến Noel qua phần biểu diễn của Mái Ấm Thiện Tâm 2 và vũ điệu điệu khúc Giáng Sinh của Mái Ấm 19 tháng 3 xã Đoài. Xin kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu, dành một tràng vào tay để chào đón các em. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Прости меня за все, мама, умоляю. Ты только не грусти, все будет хорошо. Ты подарила мне свет, ты подарила мне мир. Ты разгадала все тайны, ты в моей жизни кумир. За радость и за нежность спасибо, мама, за доброту и надежду. Спасибо, мама. Мама, и рядом мы на расстоянии, мама. Все мысли о тебе.
trời cao, Giêsu Giáng sinh xuống nơi chuồng chiên. Mục đồng nghe tin khi đến tìm Ngài, thấy con trời trong chuồng lừa tối, quỳ bên chân hài nhi Giêsu.
được cảm ơn rất nhiều. Hai tiết mục rất là đặc sắc, rất tuyệt vời và mang đến một không khí sôi động trên sân khấu những giây phút vừa rồi. Sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện của mái ấm Thiện Tâm 2 và mái ấm 19 tháng 3 xã Đoài trở về sân khấu đón nhận món quà của chương trình học bổng Tình Ngài Gọi Con. Sau đây chúng con xin được trân trọng kính mời cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn và cha Giuse Trần Xuân Nguyên trở về sân khấu trao tặng hai món quà cho hai mái ấm ạ. Vâng, và thưa quý vị, cha Bartholomew Nguyễn Đình Phước cũng sẽ có hai món quà là 200 đô dành tặng cho hai mái ấm. Xin quý vị một tràng pháo tay để chia sẻ niềm hạnh phúc này ạ. Và nối tiếp chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tiết mục sau đây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cao Cung Lên, sáng tác Hoài Đức, biểu diễn Xuân Túi Đỏ. Vẫn vừa ôi linh thiêng lắng nghe thoáng
cho tới lời ru sáng sinh, lời Việt, nhạc sĩ Xuân Đường, có phần thể hiện của ca sĩ Trần Ngọc Lan và cùng đồng hành với hai ca sĩ đó chính là ban nhạc Cross Band. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Trời cho người trần gian.
Tiếp chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng với một giai điệu, một ca khúc rất quen thuộc. Và từ đầu chương trình đến giờ, có lẽ Kim Anh cũng đã nhắc rất nhiều đến ca khúc này. Ca khúc Tình Ngài Gọi Con, một sáng tác của linh mục ca nhạc sĩ Xuân Đường. Và ngay sau đây, ca khúc này sẽ được chính tác giả thể hiện cùng với một vị khách mời đặc biệt trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì bài hát Tình Ngài Gọi Con cũng là sáng tác đầu đời và cũng là làm nên câu chuyện của Tình Ngài Gọi Con mà quý vị đã chứng kiến những hình ảnh từ đầu cho đến bây giờ. Và tôi cũng chia sẻ với quý vị, qua Tình Ngài Gọi Con thì đã có rất nhiều ông bà anh chị em ở tại đây và các nơi khác ủng hộ. Và quý vị thấy ở trên màn hình chạy lên những cái giáo xứ, những cái đơn vị. Thì hôm nay với các máy ấm thì tôi dự tính là sẽ phát tặng cho mỗi máy ấm 10 triệu. Tôi cầu nguyện. Sau tôi cầu nguyện thì có người cho thêm là 15 triệu. 15 triệu bây giờ cha Phước thì cho thêm 100 đô nữa là thành 17 triệu. Tạ ơn Chúa và ta cảm ơn nhau. Hôm nay thì cái giọng của tôi không được đẹp, cho nên tôi muốn nhờ một ca sĩ hỗ trợ với tôi, đó là ca sĩ Công Minh. Hai cha con cùng hát bài Tình Ngài Gọi Con.
đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Để rồi trên lối đi, tôi bắt gặp đám em mù loà. Lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên phận người sống trong ta. Mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận con. Chúa đã đến trên trần gian, người mang lấy kiếm sống của pháp nhân, chịu nghèo khó sống với ai lầm than phận cơ hà. Ngài đã đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay bùi an, người đòi khát Chúa sẽ chia của ăn để nhận thế. Dấn thân là gì? Cuộc đời luôn nổi trôi như chiếc thuyền gặp cơn giông tố. Này người xin trái ngang phận người sống trong ta. Mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận trở lại và tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón và thưởng thức tiết mục của các bạn đến từ giới trẻ giáo xứ Giáo họ Phúc Nguyên. Tiết mục vũ
Chúa đến đem niềm vui. Và các bạn giới trẻ giáo xứ trung song với một điệu nhảy rất sôi động. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trần gian một đêm u tối, chợt nhìn lên cao ánh sao trên trời rọi vào đường quê muôn lối. Ánh sáng ngàn thu nay xuống cõi đời xua tan màn đêm đen tối lỗi. Chính đêm nay ngôi hai ra đời loan tin mừng vui, ngày Thiên Chúa đã giữ chuông dân người. Bầu trời vang lên khung ca thiên thần mừng ngày ngôi hai giáng thế, mừng đồng hân hoan vương chân trẻ thơ trong nỗi gian thế. Giữa cánh lửa chiên Thiên Chúa kết thân nhân loại tại đồng Bethlehem lành ra. Chính đêm nay ngôi hai ra đời loan tin mừng vui, ngày Thiên Chúa đã giữ lời định trong dân người. Trần gian hơi hay hát lên chung khen danh.